Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Xin mời quý vị khán giả và bà con cùng đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, hiện nay thì bão Bofa đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đến 7 giờ sáng mai thì vị trí tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 290 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Và ngay sau đó thì bão di chuyển chậm theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 8 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 330 km về phía Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc của quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, có mưa rào và dông mạnh, biển động dữ dội. Sau đây mời bà con cùng theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai. Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi chỉ từ 12 đến 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Riêng tại Điện Biên, Lai Châu là từ 23 đến 26 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 11 đến 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi từ 17 đến 19 độ, với độ ẩm từ 60 đến 70%. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, với độ ẩm từ 60 đến 70%. Chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực miền Trung. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa một vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Phía Bắc trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, phía Nam từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông, phía Nam có mưa rào một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Bắc từ 24 đến 27 độ, với độ ẩm từ 60 đến 70%. Thưa quý vị cùng bà con nông dân, hiện nay hạn hán đang diễn ra ngày càng gay gắt trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong thời gian tới thì không chỉ có cây trồng đứng trước nguy cơ chết khát mà nhiều vùng dân cư sẽ thiếu nước sinh hoạt và gia súc không có nước uống. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, vụ đông xuân 2012-2013, toàn tỉnh gieo xạ khoảng 47.000 ha lúa, thế nhưng căn cứ mực nước trong các hồ chứa sẽ bị gần 15.000 ha bị hạn ngay từ đầu vụ, thậm chí là có nhiều diện tích không có nước để gieo xạ. Theo chủ trương của tỉnh này thì cần thiết phải chuyển một số diện tích trong vùng khó nước sang sản xuất cây trồng cạn. Song bà con nông dân không có sự chuẩn bị về giống nên đang lóng ngóng trước tình hình hiện nay. Thêm vào đó thì chính quyền nhiều địa phương cơ sở chưa quả quyết trong việc chỉ đạo chuyển đổi cây trồng vì có ý trông chờ những cơn mưa vì đang còn trong mùa mưa. Chính vì vậy mà đối phó với hạn hán đang được lãnh đạo tỉnh này đặt lên mối quan tâm hàng đầu. Trong vụ đông xuân, tỉnh sẽ hỗ trợ cho nông dân kinh phí chống hạn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Riêng trong vụ hè thu tới thì Bình Định sẽ có chính sách hỗ trợ cho nông dân mua các giống lúa và giống các cây trồng cạn phù hợp với tình hình nắng hạn để sản xuất. Chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực vùng cao Tây Nguyên. Tại đây, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, với độ ẩm từ 40 đến 50%. Tại khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, với độ ẩm từ 40 đến 50%. Thưa quý vị, tỉnh Sóc Trăng có hơn 2.000 ha cam sành, chủ yếu tập trung tại huyện Kế Sách. Do tập quán trồng dày, sử dụng cây giống trôi nổi, chỉ sau vài vụ thu hoạch thì vườn cam không còn cho năng suất cao. Để khắc phục tình trạng trên, Viện Nghiên cứu Cây Ăn Quả Miền Nam và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản phối hợp với 5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Sóc Trăng, xây dựng các vườn mô hình trồng cam sành ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới. Theo đó thì đã xây dựng mô hình quản lý tổng hợp bệnh vàng lá gân xanh một cách hiệu quả và kỹ thuật cơ bản để cây đạt năng suất cao, bền vững. Khảo sát thực tế tại các vườn mô hình vào thời điểm 24 tháng sau khi trồng cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh vàng lá gân xanh rất thấp, dưới 5%, cây phát triển rất xanh tốt, đường kính tán cây đạt trên 2m và tán lá phân bố đều, năng suất lứa đầu đạt từ 20 đến 30kg một cây và hứa hẹn năng suất ngày càng cao theo tuổi cây. Như vậy là qua thực tế, các mô hình trồng cam sành ứng dụng các tiến bộ đã vượt trội so với cách trồng truyền thống.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông nghiệp của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.